Xin chào mọi người, xin chào tất cả các anh chị em đã theo dõi được cái video này của Thắng. Hôm nay thì rất là vui vì đi thị trường thì có đến một cái nơi mà có thể nói là rất là đẹp. Đây là ở Hải Âu Nam Định này. Qua chúng các nhà đối tác và những người chuyển quan ở đây. Lòng đánh rất là mạnh, đánh rất là mạnh. Rất là đẹp. Và làm sao để chúng ta vượt qua những con sóng này, chúng ta vươn lên, hay là chúng ta có thể là gì ạ, chúng ta bị những con sóng này đánh đi và cuốn trôi đi, đúng không ạ? Đó là do anh chị từ mỗi người gửi lời chúc đến tất cả chị em, và chúng ta hãy vững tay trèo để làm sao qua cái cơn đại dịch rồi chúng ta phục hồi kinh tế và phát triển hơn nữa, cùng với cả những cơ hội kinh doanh chúng ta đã được.